Xin chào quý vị và bạn. Mùa trung thu năm nay mình xin gửi quý vị và bạn bản cover nhạc Thái Lan phối remix. Bản nhạc rất là hay, quý vị và bạn hãy thưởng thức. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi sản phẩm mới của mình. Và một mùa trung thu mới lại đến. Và năm nay sẽ là dịch Covid, chúng ta sẽ không thể đi chơi. Quý bạn hãy tuân thủ theo nghị định của Thủ tướng Chính phủ về nghị định 5K và tuân thủ rõ ràng. Chúc các bạn một mùa trung thu tràn đầy vui vẻ, hạnh phúc và an toàn. Xin cảm ơn. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin ơn, xin chào.